Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Sa mạc, bò cạp nhiệt đới và bò cạp bán hoang mạc. Cái loài bò cạp á, nó khác với loài nhện ở chỗ là bò cạp không biết leo. Không, cái bóng bơm các bạn hút nước xong các bạn nhỏ vô, nhỏ một góc thôi nha. Tương tác thì trước khi mà nói về cách tương tác thì em xin nói về một chút về cái độc của bò cạp. Tổng cộng 5 mức độc khác nhau, từ mức 1 tới mức 5. Thì đối với mức... Mày quay con này cho bự. Đối với mức 1 là không vấn đề gì hết. Nó nhiều kiến cắn và ong chích. Hiện tại ở đây mình đang có một dòng bò cạp độc nhất thế giới. Đây là một con bò cạp độc cấp 5. Hello, mình là Nam Ngô, lại tiếp tục series giữa Nam và Quốc đây các bạn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ coi như là hôm nay lọt vô một cái căn nhà ngay trung tâm Sài Gòn, nhỏ thôi chứ cũng không có to ha, nhưng mà ở trong đây có cái lượng gọi là đam mê, một cái năng lượng rất là mạnh ở trong này luôn, rất là nhiều giống loài luôn. Thì tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái loài nó khá là huyền bí ha. Này, ai ngày xưa mà coi phim Scorpion King vua bò cạp là sẽ có ấn tượng cái này ha, The Rock đóng đó. Ok, đây là những cái bạn bò cạp này các bạn. Em mà đó em nói là em sưu tập được bao nhiêu loài? Thì hồi xưa cách đây mà cũng 6-7 năm về trước ấy, là cái lúc đó là cái lửa đam mê của bò cạp nó chỉ mới nhen nhóm thôi, nó chưa có bùng nổ như bây giờ. Thì lúc đó là chỉ có là em với lại bên HT Exotic là của bên anh Hứa Chiều, là chỉ mới nhập những cái đơn hàng đơn lẻ về. Thì lúc đó là em đã sưu tập được cũng tính ra cỡ gần 50 loài. Mỗi loài có những con baby nhỏ xíu thôi, nhưng mà lúc đó là cái lửa nó chỉ mới nhen nhóm, nhưng mà em đã có được cái đam mê về bò cạp từ đó rồi. Hiện nay là cái lửa đam mê về bò cạp của em là nó vẫn phừng phừng không, hay dạ, là nó nguội rồi? Nghĩa là lúc đó là mình chỉ nghĩ là mình sưu tập thôi, mình có được, nghĩa là có cái dòng nào thì mình sưu tập. Nhưng mà hiện tại là em sẽ đánh mạnh vô là kiến thức của cái loài đó, chứ không phải là mình làm quá nhiều. Thì thực ra là nếu như mà anh em nói là chăm về bò cạp á thì không thể nào mà hết được, nó rất là nhiều loài, và mỗi cái dòng của đó là sẽ có gần hơn 20 loài trong đó, rất là nhiều, 20 cái phân nhánh trong một cái dòng. Coi như là hiện nay là không có chủ trương là nuôi nhiều nữa, nhưng mà là nuôi dòng nào sẽ hiểu sâu về dòng đó. Ok, quá hay luôn. Thì cái đó cái gu chơi của Quốc là mình rất là respect luôn, rất là chịu tìm hiểu. Ok em, rồi bây giờ chúng ta nên cái con này, nó nãy em nói là cái lửa của em về cái con này nó rất là mạnh, thì cái điều gì nó thu hút em? Thì về cái đam mê này á, thì cái thứ nhất là về cái độ phổ biến của nó. Cái độ phổ biến của bò cạp này á, thì thực ra ở nước ngoài á, nó đã song song với lại cái ngành nhện tarantula rồi. Nhện tarantula thì mọi người đều biết đó là một cái dòng nhện gọi là không gây nguy hiểm cho con người và rất là thân thiện với con người luôn. Thì cái trong cái quá trình em tìm hiểu á, thì em phát hiện ra là ở nước ngoài họ không những chơi nhện mà họ còn chơi những cái dòng bò cạp mà độc tính cao. Nghĩa là lúc đó em mới thắc mắc là những cái con độc tính cao vậy tại sao họ lại có thể chơi được mà ở Việt Nam mình lại không ai tiếp nhận được cái đó. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là người lớn họ có những cái định kiến về con bò cạp, nghĩa là ngay cả những con rết hay những con nhện họ kêu là bây giờ mày đập chết nó, ngày mai nó sống dậy nó quay qua nó cắn mày. Nói cái điều đó là không đúng, biết là không đúng. Cái thứ hai nữa là nó quá phi lý, nó không hợp lý với cái đời sống bình thường của mình. Cái thứ hai nữa là bò cạp chích cái là chết. Cái này có thể đúng và cũng có thể sai. Nó đúng ở cái chỗ là đụng trúng con thì nó sẽ chết, còn nếu như những có một số con thì cho dù các bạn có bị chích thì nó cũng sẽ chỉ gây đau nhức sốt nôn mửa vậy thôi, chứ thực ra cũng không phải tới nỗi là giết chết. Tùy loài, mỗi loài nó có cái độ độc tính khác nhau ha, nặng nhẹ chứ không phải là loài nào giết vô cái cũng chết đâu. Hồi xưa mình đi lúc mình còn hơi nhỏ nhỏ xíu, mình đi Nam Cát Tiên các bạn, thì ngủ phòng khách sạn là thường xuyên thấy bò cạp nó chui vô phòng khách sạn luôn, trong rừng Nam Cát Tiên á. Đối với một số bạn đặc biệt là newbie, khi mà nghe tới cái dòng bò cạp độc mà được du nhập ở Việt Nam trong thời gian vừa qua thì các bạn rất là có một cái gì đó rất là hứng thú. Các bạn muốn mua một số cái dòng về các bạn trải nghiệm, đặc biệt là từ cái size. Nhưng size này, đây là size chỉ mới 2i thôi, rất là nhỏ xíu luôn. Đây nè, nó nhỏ xíu à. Đây là size mà 2i,
Thì đối với bọ cạp thì nó khác với những cái dòng khác, đó là các dòng côn trùng hay là ngay cả bọ sát cũng vậy. Chúng ta sẽ chia thành là size. Ví dụ như là size 10X là từ nghĩa là mười mấy cm, rồi 2X, 3X, 4X thì là mình sẽ đo theo chiều dài căn cứ cm. Còn đối với bọ cạp thì chúng ta sẽ không căn cứ vào cm được. Người ta sẽ sử dụng một cái đơn vị đo khác, đó là Instar. Viết tắt là chữ Y thôi. Thì lúc mà baby mà từ con mẹ rớt xuống thì nó sẽ là 2Y. Lúc mà con mẹ đang mang trên lưng thì mình gọi nó là 1Y, bởi vì thực ra là nó còn quá nhỏ. Nó nhỏ xíu à. Nó còn nhỏ hơn con này nữa. Như con này nó đã lột qua một lần trước khi nó rớt xuống mẹ rồi. Mà như mới đẻ ra nó màu trắng không ta? Dạ đúng rồi. Cái ổ nó trắng đã lắm. Dạ đúng rồi. Lúc mà mới đẻ ra thì con sẽ là màu trắng, sau đó nó lột một lần nó sẽ lên màu của nó. Thì thường những bạn newbie các bạn sẽ lựa chọn cái size này. Tuy nhiên sau khi mà một khoảng thời gian dài mình trải nghiệm những cái dòng bò cạp khác nhau mà từ size 2Y, mình thấy là những cái dòng bò cạp này trước size 2Y đối với những bạn newbie là một khó khăn. Bởi vì thứ nhất, điều kiện chăm sóc của những dòng này, những dòng bò cạp mà những cái kích thước nhỏ dưới 4Y từ 4Y trở xuống rất là khó, và tỷ lệ chết có thể lên đến 65-70%. Tỷ lệ chết rất là cao. Nếu mà không có nghề á, không có dạ, biết đâu. Đúng rồi, tại vì cái dòng bò cạp này tuy là cái điều kiện sống là ở những hoang mạc và bán hoang mạc, nhưng mà cái lượng nước mà tụi nó cần vẫn có chứ không phải là không có. Có một số bạn suy nghĩ là theo cái kiểu là cái dòng này là nó khô, mình không nên để nước vô. Thì có một số bạn lại nghe ở trên Wikipedia ghi là nó lấy nước từ thức ăn. Đúng là có lấy nước từ thức ăn. Tuy nhiên lúc mà nó lột nó sẽ không thể nào lấy nước từ thức ăn được. Lúc nó lột là những cái lúc mà con bò cạp nó yếu. Ngay cả khi con bò sát lột da cũng vậy. Bò sát mình lột da là lúc mà nó rất là yếu và nó nhạy cảm nhất. Thì con bò cạp hay con nhện hay con rết cũng vậy. Nó sẽ rất là yếu và nó sẽ không muốn ai quấy rầy. Khi mà nó bị một cái gì đó tác động tới thì nó sẽ gặp cái trường hợp đó là bad mood. Sẽ anh em chơi bò cạp sẽ gặp cái hiện tượng đó, là nó sẽ khiến cho con bò cạp không muốn lột, nó không muốn thoát khỏi cái lớp vỏ đó. Nó sẽ kẹt cứng trong đó luôn và nó sẽ chết. Thì hiện tại là mặc dù em là một người có kinh nghiệm, nhưng mà lâu lâu em vẫn gặp một số trường hợp, đặc biệt là đối những bé mà 2Y 3Y thì luôn luôn sẽ gặp. Thì đó là lý do tại sao mà cái thú chơi bò cạp này nó đã có Việt Nam cách đây rất là lâu. Chơi tính là trên 5 năm luôn. Nhưng mà hiện tại là các bạn chơi một thời gian là các bạn sẽ bỏ. Không có ai mà chơi tới nỗi mà mua hay là chịu sinh sản ra những cái dòng này để mà chia lại cho anh em hết. Chỉ là mua nhỏ lẻ xong rồi về chơi được một thời gian cái là anh em sẽ bỏ. Anh em không có cái đam mê với nó, không có cái lửa với nó. Nói chung là ban đầu mua là vì tò mò, nhưng mà dạ, đam mê không đủ nên từ từ sẽ bỏ, đúng không? Dạ, đúng rồi. Vậy thì cái đam mê của em để giữ chân em tới tận bây giờ là điều gì? Cái mà cuốn hút em đối với lại cái dòng bò cạp này đó chính là cái sự đa dạng. Sự đa dạng không những là đối với lại của một loài mà là với nhiều loài bò cạp khác nhau. Thì hiện tại bò cạp nó phân chia ra làm 3 loài. Ba phân nhánh chính là loài bò cạp sa mạc, bò cạp nhiệt đới và bò cạp bán hoang mạc. Nó là có 3 cái. Thì hiện tại là em đang thấy là ở đây là em chỉ có những cái dòng bò cạp sa mạc thôi. Em không có hứng thú với những dòng bò cạp mà nhiệt đới. Bởi vì sao? Bò cạp nhiệt đới rất là lâu lớn. Và cái điều kiện chăm sóc của nó nhìn là rất là giống nhiệt đới đó, nhưng mà thực ra là nó rất là nhiều cái technique, những cái kỹ thuật ở trong đó. Cho nên là cái thứ hai nữa là giá cao, giá thành cao. Và không thể nào mà mình cứ mua một cái con bò cạp đó về mà tỷ lệ chết của bò cạp nhiệt đới thật sự mà em trải nghiệm luôn là nó rất là cao và tỷ lệ lớn của nó rất là chậm. Sướng nhiệt đới mà nuôi tụi nó là chết cao hả? Dạ đúng rồi. Tại vì thật ra cái quan trọng là cái vùng tiểu khí hậu này nè, mình xây dựng cho nó khó. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi, khó đáp ứng được. Tại vì anh biết là trong cái môi trường mà nhiệt đới á, thì sẽ có những cái chỗ mà nó ẩm và có những chỗ nó sẽ không ẩm. Đúng rồi. Mình không thể nào biết được là cái dòng đó nó thích cái chỗ nào. Cho nên là rất là khó. Thì đối với dòng bò cạp á, thì nó sẽ có rất là nhiều cái vùng phân bố. Châu Mỹ cũng có, châu Á cũng có, châu Phi cũng có, châu Âu cũng có, ngay cả châu Úc cũng có luôn. Nói chung là bò cạp nó rải khắp thế giới. Và mọi người phải chú ý cho mình là bò cạp không phải côn trùng. Luôn luôn ghi nhớ điều này. Nếu như mà sau này các bạn, những cái bạn nhỏ mà xem clip của mình á, khi mà nghe người lớn nói á, là côn trùng á, thì các bạn hãy phản bác lại. Bởi vì
bọ cạp nó thuộc lớp nhện, lớp hình nhện, nghĩa là trong đó sẽ có là rết, bọ cạp và nhện là chủ yếu, là ba dòng chính. Cái đặc điểm phân biệt, cái này mình cũng chia sẻ luôn, là cái đặc điểm phân biệt để mà các nhà khoa học hiện nay trên thế giới tách riêng cái đó ra, đó là những cái dòng thuộc lớp hình nhện đều có từ 8 chi trở lên. Bởi vì bọ cạp là có 8 chi, 8 chân và 2 càng. Nếu như căn cứ theo nhà khoa học đó là 10 chi, và nhện nó cũng tính là 10 chi luôn, là 8 cái chân và 2 cái càng nhỏ gần miệng. Rết thì rất là nhiều chân rồi, mọi người đều biết rồi. Thì đó là lý do tại sao mà bọ cạp nó không phải là côn trùng. Đó, mọi người để cho mình nha. Cái tiếp theo nữa là về cái cách mà set up một cái hộp nuôi. Thì đối với một loài bọ cạp á, nó khác với loài nhện ở chỗ là bọ cạp không biết leo. Chân của nó mặc dù có móc nhưng mà chỉ móc được ở những bề mặt phẳng, và chiều cao tụi nó có thể leo tối đa được là chỉ có thể là dưới 10 cm. Đó là khi mà nó có được độ bám nha. Còn đối với các bạn, khi các bạn nuôi á, nó những cái hộp nhựa như thế này đó, thì là nó sẽ chỉ bò thôi chứ nó không có leo được. Cho nên rất là an toàn, mặc dù kêu là nó có độc hay là gì đó nhưng mà thực ra là nó rất là an toàn luôn. Nếu như các bạn đừng có xảy ra bất kỳ một cái tai nạn nào khi mà tương tác với bé. Các bé bò cạp sa mạc á, thì tất nhiên là các bé sẽ cần cát. Cát là lót nền. Cái thứ hai nữa là một cái miếng gỗ, một cái miếng gỗ nhỏ, miếng khốt bót, hay là một cái, các bạn có thể nhặt lại một cái cành cây cũng được. Cái chén, cái nắp chai này là để làm cái chén nước. Hoặc là đối với những bé size 2 y như thế này á, thì các bạn kiếm một cái ống đây, một cái ống bơm như thế này. Đó, cái bóng bơm các bạn hút nước xong các bạn nhỏ vô, nhỏ một góc thôi nha. Đừng có một số bạn, có một số người hiện tại là đang chỉ cho các bạn newbie một cái cách sai lầm, đó là nhỏ tới nỗi một góc nó ướt nhẹp hoặc là một nửa cái hộp nó ướt. Tuy nhiên cái đó là một cái nước đi cực kỳ sai lầm và sẽ dồn cái con bò cạp vào chỗ chết. Tại vì có một số bạn cũng áp dụng cách đó luôn và lên tới bay lúc mà sắp lộn các bé lăn đùng đã chết. Và cái điều đó là gì? Bởi vì giống dòng bò cạp này á, là nó sống ở cái vùng mà hoang mạc và những khí hậu khô chứ không phải là nó cần cái nhiệt độ ẩm quá ẩm. Các bạn làm gì ẩm quá ẩm? Thì mình có thắc mắc với một bạn cũng làm cái cách đó, thì bạn nói là mình làm vậy hoài mà mình thấy nó bình thường. Nó đúng, bạn làm cái điều đấy thì bình thường, đúng là thiệt. Nhưng mà theo cách của mình đã trải nghiệm qua rồi thì cái cách đó không thành công. Cái đó thì tùy mọi người có thể suy nghĩ. Cái này mình chỉ chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình thôi. Không đúng thì mọi người cũng thể bỏ qua. Là mình chỉ nhỏ một góc nhỏ đây thôi. Mình chỉ nhỏ từ 1 đến 2 giọt luôn, góc một góc nào trong cái này là được. Tại vì nó là loài hoang mạc cho nên nó cũng đâu cần nhiều ẩm quá. Dạ đúng rồi. Về nhiệt độ của các bé bò cạp thì nó nhiệt độ ở Sài Gòn mình là khá là phù hợp. Ngay cả khi vào mùa lạnh cũng vậy, các bạn cứ nuôi bình thường, không cần phải nuôi thêm đèn sưởi hay bất cứ một thứ gì hết, cho nên là nó rất là ok luôn, không tốn quá nhiều chi phí. Thì hiện tại những cái shop bán bò cạp á, thì có một cái combo, đó là khi các bạn mua bò cạp thì họ sẽ tặng chuồng, tặng hộp nuôi, tặng gỗ, rồi tặng nhíp, rồi tặng cái này luôn. Nói chung là khi mà các bạn đã bỏ một số tiền của con bò cạp là các bạn sẽ có một bộ combo như thế này, là đủ điều kiện để các bạn chăm sóc luôn, rất là ok luôn. Cái này là để mình gấp đồ ăn. Dạ đúng rồi, và mình để gấp đồ ăn. Dù mình tương tác với bé nó, mình tương tác bằng cách về cách tương tác thì trước khi mà nói về cách tương tác thì em xin nói về một chút về cái độc của bò cạp. Bò cạp trên thế giới có tổng cộng 5 mức độc khác nhau. Từ mức 1 tới mức 5. Thì đối với mức quay con này cho bự. Đối với mức 1 là không vấn đề gì hết. Nếu như kiến cắn và ong chích, nó là một chuyện rất kia bình thường. Mức 2 là một mức cũng như mức 1 luôn. Mức 1, mức 2 là gần như tương đương nhau. Tuy nhiên mức 2 nó nặng hơn mức 1 ở chỗ là nó như con ong vò vẽ đốt vậy. Nó rất là thốn. Tuy nhiên nó không ảnh hưởng đến mạng. Mức 3 cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên nó sẽ có những hiện tượng như là ói mửa hay là chóng mặt, hoa mắt, có thể là sốc phản vệ nếu như mà cơ địa nó yếu quá. Thì đó là ba mức mà các bạn cho rằng đó là an toàn. Tuy nhiên hiện tại bò cạp sa mạc chỉ nằm ở mức 4 hoặc mức 5. Mức 4 là nó sẽ gây ảnh hưởng tới hệ thần kinh. Bò nọc bò cạp sẽ không gây ảnh hưởng tới máu nha mọi người.
nó chỉ ảnh hưởng tới hệ thần kinh thôi. Mức 4 là nó sẽ có thể khiến cho các bạn nhập viện. Nhập viện chắc chắn là 100% là sẽ nhập viện. Và cuối cùng là mức 5 là mức cao nhất và là mức nguy hiểm nhất. Nó sẽ có thể dẫn đến tử vong. Trường hợp nặng nhất là có thể tử vong. Đối với một số dòng bò cạp, ví dụ như dòng bò cạp Bob Arizona, nó là dòng bò cạp gây chết người lớn nhất ở Bắc Mỹ. Nó hàng năm là gần vài trăm người đã chết vì cái con bò cạp đó. Hiện tại ở đây mình đang có một dòng bò cạp độc nhất thế giới, một cặp độc nhất thế giới, xuất xứ cũng là ở châu Á luôn, không phải dòng kia. Hiện tại là dòng hai dòng này nó đang cạnh tranh nhau về cái số lượng người giết, mà chắc chắn là con người sẽ không để vậy đâu. Số lượng mà nó đã giết, số lượng người nó đã giết. Mỗi năm anh, đây là một con bò cạp độc cấp 5. Các bạn nhìn nó nhỏ vậy thôi chứ thực ra rất là nguy hiểm. Đây là dòng Hotentota Thamulus Gangetius. Nó là bò cạp đỏ Ấn Độ. Thì dòng bò cạp này mức độc có thể khiến cho một người trưởng thành chết trong vòng 2 giờ. Rất là độc. Và cái dòng bò cạp này tuy là độc nhưng mà nó lại gây sức hút đối với các bạn newbie và những bạn chơi dòng bò cạp này. Nó có hàng nhân nhất là rất là dễ chăm và phổ biến. Nó là dòng bò cạp phổ biến nhất, khi mà những bạn mà chơi bò cạp thì sẽ tìm tới dòng này. Cái thứ hai là sinh sản dễ. Nó hiện tại giá nó đã đao xuống, hồi xưa là 600.000, hiện tại bây giờ chỉ còn 300.000, 400.000. Rất là rẻ. Nhưng mà nó có cái độc đó, nó nguy hiểm quá. Cái này dành cho dân professional thôi, chứ còn amateur rồi ngáo ngáo rồi khi dạy rồi. Thực ra thì khi mà những cái shop mà em từng tiếp xúc khi mà bán bò cạp thì họ sẽ luôn luôn nhắc nhở người chơi rằng là sẽ không bao giờ được cho tay vào trong hộp để cầm bò cạp lên, trừ một số trường hợp. Có một số con bò cạp ví dụ như bé size này, bé size này là đã 7y rồi, thì đối với những con từ 7y trở lên, 8y, 9y, 10y thì những con đó cái tính của nó rất là trầm và thường thì nó sẽ cố gắng bò ra khỏi chuồng. Thì đối với những con như thế thì chúng ta sẽ bợ từ dưới cái bụng bợ lên, luôn luôn là như vậy đối với các dòng động vật, bợ từ dưới bụng bợ lên. Bởi vì sao? Các bạn phải tránh cái càn và cái kim đập của đó, chứ không phải là các bạn cố gắng. Có một số người thì họ kêu là bây giờ mày bắt cái đuôi của nó. Đúng, bắt cái đuôi, nhưng cái đuôi của nó có một cái cơ rất là khỏe, nó sẽ cong cái người nó lên, nó cố kẹp các bạn. Mà nó kẹp các bạn rồi, nó kẹp các bạn sẽ hoảng. Mà một khi các bạn hoảng, các bạn sẽ phải buông tay ra, mà buông tay ra thì các bạn biết chuyện gì xảy ra rồi. Đó. Cái độc nó đến từ cái kim ngay đuôi đúng không ta? Dạ đúng rồi anh, cái độc nó đến từ cái kim ở đây nè. Với anh thấy con kia kìa, nó có cái hành vi là nó cứ cong cái đuôi lên như vậy, là cái hành vi đó là nó thể hiện điều gì? Thì bò cạp thì luôn luôn sẽ trong trạng thái cong đuôi. Nó sẽ là giống như là khi mà anh bắt đầu mở cái chuồng, nó sẽ trong tư thế sẵn sàng. Nghĩa là con bò cạp khi mà nó muốn là hù anh á, nó sẽ giơ hai cái càng nó lên. Nó sẽ giơ hai càng lên trời để nó biểu thị là tao đang hơi bực, đừng đụng vô. Đó, nó sẽ sùng lên. Đó, còn đối với những dòng bò cạp thì cong cái đuôi là một chuyện rất là bình thường. Và chúng luôn luôn cong đuôi như vậy để bước vô cái trạng thái là tao sẵn sàng rồi. Đó thì còn nếu như mà lúc mà nó nghỉ ngơi á, thì cái đuôi nó sẽ đa số một số con nó sẽ thả cái đuôi xuống, nó thả cái đuôi nó ngang qua hoặc là nó xõa cái đuôi nó dài ra. Nó không cong lông. Cái như cái này nó có cái gai ngay cái đuôi này đúng không? Đó. Cái này là cái lông của nó. Không, có một cái cầu móc ra nè. Cái móc ra, cái đó là cái kim của nó đó. Cái kim nó chích là độc nó đi từ đó đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, nè các bạn. Nè, các bạn thấy không? Cái này mình không có dám nghịch dài giống như con rít hôm bữa đâu. Bữa lần sợ rồi. Thì đây đó, là đó, dòng có cái đuôi nè. Đây là dòng bò cạp độc level 5. Là cái này anh em mà chơi bò cạp thì đều biết. Đây là một dòng bò cạp độc 4. Đây là con độc 5 luôn chứ, độc 5. Còn để em kiếm con độc 4. Kiếm con nào giờ ta? Để hồi lát em quên luôn á. Độc 5. Con độc 4. Đây. Con này là Barabuthus Celesteri. Cái màu của con này rất là đẹp. Cái chân của nó thì màu vàng nhưng mà cái người của nó thì nó lại là màu màu nâu. Ngộ ha. Rất là đẹp.
Ồ, trong này còn có để một cái phụ kiện trang trí cũng khá là ngầu hả bạn. Này đầu con gì? Đầu Linh cầu, Dương cầu. Gì? Con này trong Simbad đó đúng không? Dạ. Thì cái dòng này hiện tại là em đang có một cặp và em vừa mới phối. Thì sắp tới là thực ra là bò cạp phối nó sẽ rất là dễ ăn. Nghĩa là các bạn chỉ cần kiếm được một con cái đủ kích thước và trong đang trong thời kỳ ôm trứng, các bạn cho phối là được. Cái khó là các bạn có đủ kiên nhẫn để chờ đợi con mẹ ôm con hay không. Bởi vì con cái của dòng này mình gọi tắt là BS đi, tại vì thường đa số các anh em chơi bò cạp đều gọi tên viết tắt. Cái dòng này con cái của mình đây, không còn Sally đây. Con cái phải mất một năm mới có thể đẻ ra con. Nó đang ôm trứng à? Dạ, nó đang có trứng trong người. Trời, hình như nó mập hơn, nó gõ luôn, dễ thương. Nó ôm trứng một năm dạ, mới đẻ. Một năm mới đẻ, ít nhất phải 6 tháng. Em mới cho phối cách đây vào tháng 4. Mới tháng 4. 4 tháng. Tụi này nó giao phối kiểu sao ta? Thì em có một cái clip, em không nhớ là em còn giữ. Cho tụi này em cho nó ăn gì? Đây, cái clip ở đây. Cái này chắc có gì em gửi anh rồi anh chèn vô. Dạ. Nè, quay đây luôn. Không có mở nắp ra hả? Dạ không, mở nắp nó chạy. Và con đực nó cứ đu lên, nó gặp cái nó cứ đu lên cho nó thành. Nó quéo hai đuôi lại hay sao ta? Dạ không anh, nó sẽ con đực nó sẽ kẹp hai càng con cái để nó múa. Nó cứ giật qua giật lại nè, xong rồi nó đưa con cái lên trên một cái mỏm đá là một cái khúc gì đó. Nó sẽ đó, bắt nó đầu con tinh. Kẹp càng. Dạ. Đầu thụ tinh. Tinh nó cũng bơm từ đuôi hả? Hay là dạ, bơm nó từ càng? Cái miệng của nó. À tinh từ tinh nó lại đến từ miệng nha các bạn. Cái càng của nó. Đó. Hành vi giao phối à. Đó vô rồi đó đó, hung môi á. Dạ đúng rồi, nó hung là nó sẽ gì? Đuôi rung rung rồi nè. Đó, nhấp nhấp vô rồi đó. Dãy giật cái nha. Hay ha, đúng là thiên nhiên mỗi loài mỗi kiểu hay. Nó giật kìa. Ok, tụi này em cho bé nó ăn gì em? Thì hiện tại là đối với dòng bò cạp này á thì có một số anh em sẽ cho ăn Dubia. Tuy nhiên Dubia nó lại quá nhiều dinh dưỡng mà bò cạp nó không cần quá nhiều, cho nên là anh em sẽ chuyển qua là thứ nhất là sâu, thứ hai là dế, thứ ba là hiện tại là mình có dán Red Runner. Cái dòng sẵn luôn hả? Dạ, cái dòng dán này thì thực ra là nó tựa tựa như con dán nhà của mình, nhưng mà kích thước của nó sẽ nhỏ hơn gấp 10 lần. Dán đỏ. Dạ. Red Runner. Cái tên của nó là tại vì cái tốc độ của nó chạy rất là nhanh. Thì cái dán này ở nước ngoài họ cũng rất là tin dùng. Bởi vì thứ nhất là nó cũng không có hôi. Nếu như mà nuôi đúng kỹ thuật nó sẽ cũng không có hôi. Và nó sinh sản nhanh. Nó sinh sản rất là nhanh. Bỏ vô là tự bò cạp nó sẽ săn. Dạ đúng rồi. Đây. Chỉ cần để trong một cái hộp đủ cái chỗ để nó chui qua chui lại là còn mấy cái hốc hách nè. Mấy cái này là mấy cái vỉ trứng các bạn, vỉ trứng bằng giấy á. Anh em mà nuôi dế với lại nuôi dán rồi hay sử dụng cái này. Rồi. Cái gì đó? Một tuần cho ăn lần hả hay sao? Dạ, một tuần cho ăn một lần. Nếu như mà tuần đó mà anh thấy nó không có dấu hiệu muốn ăn thì khỏi cho ăn luôn. Khỏi cho ăn luôn. Đặc biệt là đối với những con cái, ví dụ như con cái này của em là hiện tại nó đang có trứng trong người, nó bỏ ăn hoàn toàn. Nghĩa là em bỏ con dán ngày tối ngày hôm trước, sáng ngày hôm sau nó vẫn không ăn. Thì là mình bỏ luôn. Nghĩa là mình cứ mỗi tuần mình sẽ cứ bỏ vô. Mình bỏ vô xong mà mình thấy nó ăn mình lại lấy ra. Nói chung là nuôi khá là nhàn đúng không? Dạ. Cái này là một tuần em mới thăm chuồng một lần. Dạ, đây là mỗi rồi. Ngày. Dạ, nhưng mà cổ quá. Một tuần là em sẽ bắt đầu chăm mấy ngày một lần. Coi như là một tuần mới để ý tới nó. Dạ, một tuần mới để ý. Nói chung là chăm bò cạp rất là nhàn luôn. Nó rất là nhàn, nghĩa là một tuần mọi người chỉ cần cho ăn nhỏ nước vô là xong, không cần làm gì hết. Tại vì thực ra là hồi nãy là mình nói về cái độc rồi, thì bây giờ
giờ mình nói về cái cách tương tác. Bò cạp thì không, mình không thể nào tương tác như là bò sát được, mình không thể nào cầm bồng ẩm bồng lên được, đặc biệt là với những dòng bò cạp cực độc. Đối với bé này, lấy con này cho nó to đi. Đây, luôn luôn khi mà cái thứ mà luôn luôn xuất hiện trong cái chuồng của các bé bò sát phải là một cái nhíp. Đây, cái nhíp. Đó là cái thứ mà sẽ tiếp xúc với các bé chứ không phải là cái tai của mình nha mọi người. Đó. Đây, con này là một con đực cho nên là nó khá là hùng. Và cái dòng bò cạp này là cái tên Latin của nó là Barrabutus transvallicus. Là một dòng bò cạp mà hồi xưa em rất là hứng thú với cái giới thiệu của nó, cái gọi là cái gì ta, cái CV của nó. Cái đặc điểm của con này là nó có khả năng, những con size to nha, những con size sinh sản, size trưởng thành, nó có thể bắn độc lên tới 1 mét. Bắn độc quá hả? Dạ. Nó bắn từ đâu? Nó bắn, cái đuôi của nó bắn ra xa 1 mét. Nó bắn cái mũi kim á? Không, nó bắn cái nọc. Ghê vậy? Dạ, giống như con hổ mang vậy. Ồ. Là nó sẽ phun ra, nếu như mà trong cái quá trình đó mà kiểu giống như trước lúc đó mà anh kiểu dồn nó vô cái thế bí, nó sẽ chơi cái chiêu đó. Và là nó bắn lên thịt da mình là... Dạ, đúng rồi, bắn lên thịt da thì không sao luôn à? Không, nó không sao. Nghĩa vô là bắn vết thương hở thôi. Vô vết thương hở hoặc là vô mắt. Vô mắt là đuôi luôn. Tại vì nó là độc cấp 4. Ừ, nguy hiểm quá. Rất là nguy hiểm, cho nên thường đối với những cái bé này chơi á, thì là không nên cố gắng bắt hoặc là cố gắng lấy cái nhíp dồn nó vô cái góc hộp. Bởi vì cái lúc đó nó sẽ rất là dữ và nó sẽ cố gắng bắn độc. Và đối với những bạn đeo kính thì làm sao, đối với những bạn mà không đeo kính đó là cái lúc mà rất là nguy hiểm. Anh thấy nuôi rắn hổ mang xứ giải rừng xanh là phải đeo kính nó bắn. Dạ, đúng rồi, nó bắn rất là ghê, phải có kỹ năng hả bạn. Nói chung thật ra đối với nhiều người á, khi người ta nghe tới nuôi những con nó có độc, có đồ này nọ, có thứ á, thì người ta hơi hay sợ đồ này nọ, nhưng mà nó vẫn có những cái điều rất là hay, hấp dẫn, cũng như là những cái giá trị có ích của nó. Chỉ cần chúng ta phải hiểu đúng cái giống loài, hiểu đúng về cái kỹ thuật tương tác, cũng như là dụng cụ, trang thiết bị khi mà tương tác nó phải đúng kỹ thuật, đúng không? Là ok. Giống như rắn độc á, rắn độc là nhiều người hỏi nuôi rắn độc làm gì, nhưng mà ở góc độ y khoa, nuôi rắn độc lấy huyết thanh mới cứu chữa được những người mà vô tình bị rắn độc cắn, thì mới còn không là đi bụi luôn. Thì hiện tại là mình đã nói về hai dòng bò cạp là độc 4 và độc 5, thì đó là những dòng rất là nguy hiểm. Thì hiện tại là em cũng có hai gọi là con bò cạp gọi là hiếm ở Việt Nam, hiện tại là cũng ít người chơi, đó là con Androtonus Liovelli. Cái con này thì hiện tại là con này là con cái, và tất nhiên mọi người đều biết đó, bò cạp con cái nó sẽ rất là mắc hơn con đực nhiều, có thể mắc gấp đôi gấp ba lần. Bé này hiện tại mình có cảm giác như nó đang ôm trứng, thì tuần vừa rồi là bỏ ăn. Thì cái dòng này thì hôm bữa là em có hỏi cái người order cho em á, là bây giờ cái dòng này bây giờ có được hay không. Có thì có gì cho anh order một con. Nhưng mà thực ra là bây giờ hiện tại bên Trung Quốc, thứ nhất là bị dịch bệnh, cái thứ hai nữa là chiến tranh đó, thì cái thứ ba nữa là họ kiểu họ giữ hàng, họ chia ra, cho nên là hiện tại là cái nguồn giống của con này hiện tại là chưa có ở Việt Nam. Cái bé này là thực sự là khó sinh sản và khó giữ baby. Nói chung là con cái nó sẽ rất là khó phối, nó không nói chung là nó không muốn phối luôn. Đó là một số dòng bò cạp đó, do tại sao mà bò cạp có một số dòng nó sẽ rất là mắc, có một số dòng nó rất là rẻ. Như con này mà nó ôm trứng thì nó đẻ khoảng được bao nhiêu trứng? Đối với một con bò cạp cái, nếu như mà đạt kích thước 7y thì nó có thể đẻ từ trên 20 trứng. 20 trứng là 20 con, 2 trên 20 con. Tỷ lệ nở là 100%. 100% luôn. Dạ, tại vì là con mẹ nó đẻ bao nhiêu con là mình biết được bấy nhiêu con luôn. Nghĩa là bao nhiêu con trên lưng mẹ nó sẽ rớt xuống bấy nhiêu con luôn. Lúc nó đẻ nó đu trên lưng đúng không? Dạ đúng rồi, nó sẽ đu trên lưng. Mới nở ra là nó đu trên lưng thì từ từ rớt xuống đúng không? Dạ, nó sẽ lồn một lần xong rồi nó sẽ rớt. Nhìn mấy clip đó nhìn thấy. Mà đối với những như vậy á, khi mà bò cạp con các bạn thấy nó rơi ra khỏi con mẹ rồi thì các bạn buộc phải tách ra. Vì con mẹ lúc đó nó sẽ rất là đói và nó sẽ kiếm bất cứ thứ gì xung quanh gần nó để nó ăn. Cho nên là để đảm bảo được số lượng thì các bạn buộc lòng khi mà sinh sản xong. Và khi mà con tách khỏi con mẹ là phải tách con ra. Sẵn đây, tại vì chắc chắn là cũng sẽ có nhiều bạn thắc mắc cái kiểu
Nếu vậy trong tự nhiên thì con mẹ nó ăn hết thịt con hay sao? Trong tự nhiên cái con nó rớt xuống rồi nó chạy toán loạn con mẹ đi đường, cho nên là ở đây chúng ta nuôi nó trong những cái bốt như vậy, nó không có đường nó đi ha, thì con mẹ nó sẽ không có tìm được cái nguồn thức ăn khác, cho nên là theo cái bản năng nó sẽ ăn lại những cái kia. Còn ở trong tự nhiên thì mỗi đứa chạy nơi rồi đâu thấy đường đâu ăn. Dạ đúng rồi. Em với lại bên bò cạp này nó có giống như anh thấy nó nhiều dòng quá, nó có cái có kiểu lai chéo không, hybrid được không? Giữa dòng này với dòng kia. Thực ra thì là đối với lại côn trùng thì hiện tại em chưa thấy cái dấu hiệu của việc gọi là lai chéo hybrid. Đối với những dòng như là bò sát của mình hay là những cái dòng thằng lằn thì là sẽ có. Ví dụ như tôm thì em đã có gặp một trường hợp lai chéo rồi, đó là lai chéo giữa con red breed và con tricolor. Đó là lần đầu tiên em thấy, là nghĩa là thực ra cái hybrid đó, nhưng mà nó lai ra con hybrid đó nhưng mà nó vẫn thiên về con red breed nhiều hơn là con tricolor. Thì cái đó là cái mảng về tôm, nghĩa này mình không có nói về đó. Nhưng mà về cái bò cạp, về các mảng côn trùng á, thì em thấy là vẫn chưa có dấu hiệu của hybrid. Đó là nó nói chung là nó khá là thuần gen, nó khá là thuần chủng. Thì đây cũng là một cái dòng bò cạp hiện tại ở Việt Nam cũng khá là hiếm, hiếm người có. Đây là con Hottentota Sally. Nghe tên thấy dài dài không à? Ở đây là một dòng bò cạp thuộc họ Hottentota. Hottentota có nghĩa là cái đặc điểm nhận dạng của cái dòng bò cạp này á, đó là cái lưng của nó sẽ rất giống con cá sấu. Mọi người nhìn kỹ cái lưng này. Nó cái lưng nó rất là giống. Đúng rồi, lưng có mấy cái gai dài là dạ, cái dàn dài chính giữa đó các bạn, gai xương sống á. Thì dòng Hottentota này nó cũng có rất là nhiều màu khác nhau, và cái dòng này nó có khá là nhiều con khó sinh sản và quý hiếm. Không quý hiếm không phải là tại vì nó ăn sách đỏ, mà là tại vì người chơi khó tiếp cận với những cái dòng đó, và thường là những cái người, những cái breeder bên nước ngoài họ sẽ khá sẽ ém hàng lại, họ không có tung ra quá nhiều, mặc dù là số lượng tạo ra rất là nhiều á, nhưng mà nó không đủ để họ làm giống. Ví dụ như là con đực thì quá trời luôn nhưng mà con cái thì không có. Mình thì lại mình muốn có con cái, nó thì lại không muốn chia cho mình. Thì đó là một cái khiến cho cái số lượng của một số dòng bò cạp nó bị ít lại, chứ không phải là nó bị tuyệt chủng. Rồi cái này em để vô lâu lâu em mới cho nước vô hả? Dạ đúng rồi. Đối với những dòng bò cạp lớn á, thì nó sẽ bù nước bằng cách là nó uống từ cái này, hoặc là nó sẽ nhờ cái đó để nó lột. Tuy nhiên là không cần phải tuần nào cũng cần, nghĩa là có thể anh tuần này anh để, tuần sau anh không cần để, tuần tới anh để nữa. Mỗi lần cái quá trình lột da nó lâu không em? Từ lúc nó khi mà nó dấu hiệu nào cho là biết nó chuẩn bị lột, ví dụ iguana nó sẽ bạc màu lại, còn này dấu hiệu nào? Dấu hiệu của những cái con này khi mà lột nó sẽ bỏ ăn. Nó sẽ bỏ ăn, cái dấu hiệu đầu tiên là bỏ ăn. Đối với bò cạp khi mà lột xác á, nó rất là khó phân biệt với cái lúc mà ăn no. Ăn no nó vẫn thể hiện, nó vẫn hiện ra cái đâu đây, em cho anh coi một cái dấu hiệu của đây nè. Cái con này rất là khó phân biệt khi mà cái anh thấy cái lưng của nó không. Nó có cái đường này nè, nó cái màu đục đục không. Đó, nó thường những con sắp lột sủng cũng sẽ có những cái như vậy. Còn con này hiện tại nó đang bỏ ăn thì em không biết hiện tại là nó sắp lột hay là nó mang thai, thì cái chuyện này thì em cũng đang quan sát chờ tiếp. Dạ thì em vẫn cung cấp ẩm cho nó bình thường đó. Đối với bò cạp á, thì cái việc cung cấp ẩm trước khi lột á, là một việc rất là cần thiết, bởi vì nó cần cái độ ẩm để cái nước nó tách cái lớp vỏ cũ ra để nó có thể kéo cái lớp vỏ cũ. Đối với bò cạp á, nó khá là dễ lột và nó ít trường hợp bị bắt mót hơn là nhện tarantula. Bởi vì cái việc nó lột là nó lột từ đầu lột ra, chứ không phải là con tarantula là lột từ cái lưng lột lên. Anh cứ tưởng tượng giống như là cái anh đẩy người anh ra. Đẩy người anh ra thì nó sẽ dễ hơn là bây giờ anh cố gắng anh rướn cái người anh lên. Rướn cái người nó sẽ mất sức nhiều hơn. Còn này nó đẩy nó bò nó ra trước thôi, cái da nằm phía sau. Dạ, đó, đúng thì rồi, nó luồn ra trước thôi. Cho nên nó lại dễ lột hơn, nên tỷ lệ bắt mối con này rất là thấp. Không phải là không có nhưng mà là rất thấp. Trong bò cạp á, thì chúng ta đều biết là nó sẽ có sinh sản và cái điều thiết yếu đó là phân biệt được cái. Tuy nhiên ở đây á, thì hiện tại là em đã nhờ phân biệt được cái hết rồi, cho nên là em không thể làm ở đây được. Cái thứ nhất là cái thứ hai nữa là nó khá là nguy hiểm. Và phải có cái trình độ chuyên môn. Nói chung là em không có tới cái trình độ đó, nghĩa là chỉ nhờ những cái người ở bên nước ngoài họ check giới tính giùm
mà đem về đây thôi. Cũng là check là check từ bên nước ngoài. Dạ đúng rồi. Và check là check bằng gọi là máy hay là nhìn cái kiểu hình bên ngoài. Đối với bò cạp á, thì check giới tính thì để em cho mọi người xem. Mọi người nhìn kỹ cho mình nha. Anh chiếu cái đèn vô. Anh mọi người thấy ở dưới cái lực cái bụng của nó. Mọi người thấy cái một cái miếng gì không? Nè. Nó anh để anh thấy có một cái miếng gì nó chui ra. Đó. Thì cái đó khi mà anh dở lên á, nó sẽ là một cái lược, hai cái lược nó xè ra hai bên. Thì bây giờ mình phải đếm từng cái cọng lược. Và trên thế giới, ở bên đặc biệt là ở bên Mỹ, họ sẽ cho ra một cái thông số bao nhiêu cái vảy, bao nhiêu cái cọng lược đó sẽ là con đực, bao nhiêu cái cọng lược đó sẽ là con cái. Wow. Thì bây giờ thì hiện tại là ở Việt Nam, cái người em có quen một đứa em 204 là nó có một cái link đó, thì hiện tại là nó không thể nào share được, tại vì nó nói chung là cái link nó khá là bảo mật. Nó của cái mấy cái trại lớn ở Mỹ thì nó sẽ check được là nghĩa là không phải loài nào nó cũng dùng chung một thông số, mà là mỗi loài nó sẽ có thông số khác nhau. Dạ đúng rồi, có con thì 34 là cái, có con 35 mới là cái, con 20 đó là cái rồi. Nó rất là tùm lum. Quá nhiều kiến thức luôn bạn, phải nói là quá nhiều kiến thức luôn, nghe lát đuối luôn, nghe lát sản luôn, nhưng mà rất là hay, rất là hấp dẫn luôn. Rồi, thì hồi nãy giờ là mình đã tới những cái con mà độc nguy hiểm rồi. Bây giờ thì tới những một cái con mà anh em mà newbie rất là muốn sở hữu. Nói chung là không phải là gì nó độc lạ hay là gì, nhưng mà nó cũng có thể độc lạ đó, nhưng mà nó cũng khá là an toàn. Đây là một con độc level 3. Đó là con Hottentota, Hottentota. Viết tắt nó là HH á. Nó cũng là một dòng lưng, đặc điểm nhận dạng cũng là lưng như con cá sấu luôn. Thì dòng này nó hiện tại là cái giá của nó khá là rẻ. Baby 2y như con này. Đây là một con size nhỏ, và đây là một con size này là size cỡ 4y rồi. Thì đối với lại cái dòng này thì giá thành chỉ đối với size baby là 100.000, và đối với size này thì chỉ có 200.000 cho đến 300.000 một con thôi. Thì cái lý do mà cái giá nó thấp như vậy, thứ nhất là nó khỏe. Và thứ hai là một điều mà các bạn newbie rất là thích, và cũng như những người chơi bò sát, ai mà mới chơi lần đầu đều sẽ có hứng thú với con này, cũng như là một số, nghĩa là bốn dòng khác, đó là nó sinh sản lưỡng tính. Lưỡng tính luôn là nó trả được cả cái rồi mà. Là giới tính luôn là rồi. Trong người nó luôn luôn tự tạo ra tinh trùng và trứng cùng một lúc. Nghĩa là khi mà cần thiết, nghĩa là anh vẫn check được cái ở con này được, tuy nhiên con đực hay con cái đều có trứng hết. Và đều có tinh trùng hết. Hay quá ta. Dạ, đều có tinh trùng hết, nghĩa là anh chỉ cần sở hữu một con 7y là anh chắc chắn sẽ có mấy chục con baby luôn. Đó là nó. Có nghĩa là nó không cần người bạn đời hả? Dạ, tự đúng. Nó có thể đẻ tự luôn. Tự nó đẻ luôn. Tới một thời điểm nào đó thích hợp nó sẽ ôm trứng và nó tự đẻ. Ồ hay ta. Quá hay luôn. Dạ. Và em có tìm hiểu là nguyên nhân tại sao mà ông trời cho nó cái khả năng đặc biệt này không? Thì hiện tại là không những chỉ có một con này, mà hiện tại trên thế giới ghi nhận được 4 dòng bò cạp sinh sản được lưỡng tính. Thì cái này chỉ là cái cơ chế của nó. Có thể là do điều kiện ở cái chỗ, cái vùng của nó thì khắc nghiệt hơn những dòng khác. Hoặc là căn bản là lúc mà có thì nó đã có cái chức năng này rồi, thì cũng có thể là một điều chắc dạng. Là do cái điều kiện về cái môi trường chỗ đó, cho nên là nó có cái khả năng gọi là duy trì nòi giống theo kiểu đơn phương như vậy, không cần bạn đời nữa. Dạ đúng rồi. Thì hiện tại là em cũng đã tìm ra được 4 dòng hiện tại ở Việt Nam đang sở hữu mà sinh sản lưỡng tính. Thứ nhất là dòng này, thứ hai là dòng TTS Stimulus, dòng thứ ba là cũng Hottentota luôn nhưng mà Cabo Valensis, và dòng thứ tư là Barrabutus Leonsoma. Thì đó là 4 dòng mà sinh sản lưỡng tính, tức là nó không cần bạn đời, một con vẫn đẻ được. Tuy nhiên trong 4 dòng đó thì nó có hai cái drama. Nó có hai cái drama. Cái drama thứ nhất là về con Hottentota này, và con cùng dòng của nó là Cabo Valensis. Nó hai con nhìn y như nhau luôn. Cái khác nhau duy nhất của nó là con Cabo nó có màu ánh đỏ, và hiện tại là cả thế giới cùng nhau tranh luận là con nào là con nào. Nghĩa là nhìn nó rất là giống nhau luôn, nghĩa là họ không biết là con này có phải là đột biến của con kia hay không, và con này có phải là cái nhánh của con kia đi ra hay không, hay là tụi nó chung một cái mà có những người họ thổi phồng lên. Thì hiện tại là
là cả thế giới vẫn công nhận là nó là một dòng riêng, nhưng mà cái drama nó vẫn cứ tiếp diễn, vẫn đang tranh luận. Dạ đúng rồi, nghĩa là nhìn lúc nhỏ anh nhìn cái size này, nếu như mà anh mua một người không uy tín, họ có thể hét con này là cabo, anh vẫn phải tin. Tại vì nó đều lưỡng tính, nó đều là lưỡng tính hết, nó bởi vì mình không thể nào mà check 100% được. Nghĩa là cái cách chắc chắn nhất là phải chờ đến size 6 y đến 7 y anh mới chắc được chính xác 100%. Hoặc thực ra là cái con cabo á là lên cỡ 5 y là anh đã chắc được rồi, nó đã lên cái ánh đỏ rồi, nếu như mà đúng người bán. Đúng người bán. Nhưng mà thực ra mà lên tới 5 y thì lúc đó sao anh biết người nào bán cho anh được. Rồi có thể là anh quên hoặc là nó block luôn. Thì cái đó cũng là một cái mà hơi dở. Rồi về cái drama thứ hai á, cái này thực ra không phải là drama mà là gọi là một cái gọi là cái này gọi là nói sao ta. Nó vừa đúng mà vừa không đúng. Nghĩa là cái con Barabuthus leosoma á, có con sinh sản lưỡng tính được, có con không sinh sản lưỡng tính được. Nghĩa là nếu như mà ngay từ đầu con mẹ sinh sản lưỡng tính ra bầy con, chắc chắn bầy con sẽ sinh sản lưỡng tính, di truyền được điều đó. Truyền được, nhưng những con mà buộc phải phối mới đẻ được thì những con buộc phải tìm một bạn đời khác để đẻ. Đó là một cái gì đó mà em nghe rất là nhiều người luôn, ngay cả những người mà mua leosoma về xong hỏi ủa anh ơi sao con này lên 7 y rồi mà cũng không thấy nó đẻ, mà cũng sắp lột lên 8 y rồi, nói cái này thì không biết đó. Thì có người thì mua lui lên tới 7 y nó đẻ liên tục tùy luôn, đẻ không kịp làm gì hết. Nhiều có nhiều người ta mua giống như thằng em nó bán cho em mấy con này, nó mua 3 con về, nó cứ tưởng là bây giờ là leosoma không lưỡng tính, đem về 3 con lưỡng tính đẻ hết luôn. Là bây giờ hiện tại nó đang có 150 con. Ôi. Bán gần hết rồi đó, bán gần hết, nghĩa là rất là đắt luôn. Nghĩa là những cái con đó là chắc chắn nhiều người người ta sẽ muốn, bởi vì là nó thứ nhất là nó tạo được cái giá trị kinh tế, cái thứ hai nữa là nó đặc biệt. Có nghĩa là người ta biết chắc con mẹ nó lưỡng tính, nam gai di truyền qua đời con, dạ, lưỡng tính rồi. Cho nên nó có giá trị hơn đúng không? Dạ, mua về rồi. Nó chẳng vậy. Bởi vậy các bạn thấy tất nhiên là những điều mà Quốc biết thì nó cũng là một cái phần nhỏ của một cái hệ sinh thái thôi, mà nó nói chung là vẫn có những cái drama, có những cái tranh cãi. Bởi vậy mới thấy là thật sự con người mình thì chỉ biết phần nào của cái thế giới này thôi, của cái thiên nhiên này thôi, còn rất là nhiều điều mà chúng ta chưa có biết được, rất là nhiều điều chúng ta vẫn phải trân trọng và tiếp tục tìm hiểu ha, chứ còn không biết hết ở đâu, không phải là con người là biết tốt đâu ha các bạn. Còn rất là mơ hồ biết phần nhỏ thôi. Thì hiện tại là em không có cái bọ cạp mà dòng đọc từ đọc 1 tới đọc 2. Tuy nhiên thì em đã từng gặp, nghĩa là đã từng thấy rồi những cái dòng đó. Giá của tụi nó là chỉ rất là cao. Nếu như mà nói thì rất là cao. Thì ví dụ như là con Imperator là một cặp hoàng đế. Con Lauticus của Việt Nam cũng là một trong số những dòng đó. Tuy nhiên là con đó thì nó lại rẻ. Bò cạp đen của Việt Nam, những cái dòng như là Squammer Dami, dòng bò cạp nhiệt đới lớn nhất thế giới, con Maasai có thể lên tới 20-25 cm. Wow, rất là to, nhìn là thấy quải rồi, nhìn là thấy quẳng rồi đó. Nhưng mà rất là khó để lên được size đó trong môi trường nuôi nhốt, vì nói chung là con nào nuôi nhốt thì nó cũng không thể nào đạt cái kích thước như tự nhiên được. Nó rồi có một số dòng thì nó độc, nó rất là lạ, ví dụ như con rock scorpion, nó cái con bò cạp mà nó mấy cái cục đá là nó sẽ chui xuống dưới, người nó rất là phẳng, rất là lạ. Thì những cái dòng bò cạp đó hiện tại là em cũng chưa có đi sâu và cũng chưa có tìm hiểu về tụi nó nhiều, tại vì thực ra là những dòng bò cạp đó mặc dù là nó rất là an toàn, tuy nhiên là ở Việt Nam thì hiện tại là khá là hiếm và cũng ít người chơi. Hoặc là cũng có một số dòng thì cũng có một số người đã order để đem về, tuy nhiên là khó thích nghi, nó dễ chết. Thì nói chung là cũng mong là tương lai sắp tới là sẽ có nhiều những cái dòng như vậy hơn cho Việt Nam, thì nó để nó đa dạng cái thú chơi hơn. Anh nghĩ là trong tương lai các bạn trẻ là sẽ hứng thú với những cái này, điều mới lạ này đó, và với một cái tinh thần tìm tòi học hỏi giống như Quốc đây. Ok em, vậy bây giờ em có 5 cái điều lưu ý nào đối với lại những bạn nào có hứng thú với cái bộ môn này không, để cho bạn đỡ coi như là mất thời gian hoặc là tốn tiền bậy bạ đâu này nọ? Thì đối với cái lưu ý thứ nhất á, là mình chỉ muốn nói là các bạn nên tìm hiểu đúng nguồn, đúng shop. Thì mình có hiện tại là mình biết được cũng 3-4 shop khá là uy tín ở Việt Nam. Họ nhập
từ nước ngoài mà họ bán đúng với cái dòng đó, và họ đảm bảo với các bạn là các bạn sẽ có được những cái trải nghiệm mà nó thực sự là an toàn đối với những dòng mà nó rất là nguy hiểm như thế này. Có một số bạn comment mà mình thấy rất là nhỏ tuổi, mới lớp 6, lớp 7 thôi, comment mình anh ơi bây giờ em muốn chơi bò cạp thì em chơi dòng nào. Thì bây giờ mình sẵn đây mình cũng nói luôn, mình nói là dòng nào các bạn đều chơi được hết, nhưng các bạn có đủ chín chắn để xử lý khi mà các bạn bị tai nạn hay không, thì cái đó cũng là một cái nó rất là quan trọng. Bởi vì cái người bán cho các bạn sẽ không thể nào mà giám sát các bạn 24/24. Các bạn làm gì thì không biết. Ví dụ như ở nhà, ví dụ như mình nuôi đây, là mình không có nuôi chó mèo hay gì hết. Nếu như mà giả dụ như những cái con bò cạp độc như thế này mà bị những con mèo nó sảy chân hay làm gì, nó làm đổ mà cái nắp nó bung ra, là các bạn phải biết là rất là nguy hiểm. Đặc biệt nếu nhà có trẻ nhỏ là rất là nguy hiểm luôn. Thì trước đây mình cũng có một cái tai nạn mà cái này mình tới bây giờ mình vẫn còn sợ. Hồi xưa mình có một cái con bò cạp độc cấp 5 mà mình mở cái hộp ra, nó bò hẳn ra ngoài, nó rớt xuống dưới cái hầm tủ, rất là nguy hiểm luôn. Và cái đó là mình phải cắn răng mà để mà mình lấy thuốc xịt mũi mình xịt cho nó chết. Đó là thực sự là rất là đau luôn, rất đau đớn luôn. Thì cái đó là một cái kỷ niệm mà thực sự là mình rất là muốn quên, mà bây giờ mình phải lấy ra để mà mình thị phạm cho anh em, để anh em biết là cái này nó rất là nguy hiểm, và anh em phải suy nghĩ thật sự kỹ càng trước khi mà anh em dấn thân vô. Thì khi mà anh em đã có được cái đam mê và có được cái lửa mạnh cho cái bộ môn này rồi, thì khi mà các anh em đi sâu á, thì sẽ rất là nhiều dòng cho các anh em chiêm ngưỡng. Cái điều thứ hai nữa là như mình nói nãy, là các anh em khi mà tương tác là phải sử dụng nhíp, luôn luôn là sử dụng nhíp. Nếu như mà cái shop mà bán cho anh em không có nhíp thì các anh em không được dùng tay để đút cho các bé ăn. Bởi vì sao? Bò cạp khi mà nó kẹp trúng con mồi á, nó sẽ không bao giờ giữ con mồi ở cùng một vị trí, mà nó giữ ở nhiều vị trí khác nhau, nó sẽ kẹp tùm lum tứ phía để nó kiếm cái góc nó chích. Mà lỡ các bạn đút mà nó kẹp không trúng con mồi, nó kẹp trúng tay các bạn, là cái thứ nó chích không phải là cái con mồi mà là chích trúng tay các bạn, tới lúc đó rất là khó xử lý. Bởi vì thực ra nếu như mà các bạn thường, những người mà bị chích á, họ sẽ cố gắng dãy con bò cạp ra, cho nên rất khó xác định vết chích nằm ở vị trí nào. Đó là một cái mà người nước ngoài họ rất là để ý luôn. Khi mà nó bị chích rồi, đã bị chích rồi là chắc chắn bị chích, thì đừng có quay mặt đi chỗ khác, hãy nhìn thẳng vô nó, nhìn coi là nó đã chích ở chỗ nào của mình, để khi mà mình đi khám, đi tới bệnh viện, bác sĩ họ bị chích ở vị trí nào, mình có thể chỉ đúng vị trí đó để các bác sĩ lần tới cái đường mà dây thần kinh khi mà bị tiêm trúng. Một điều nữa là về độ ẩm. Có một số bạn thì lúc nãy mình cũng có chia sẻ là cứ cố gắng xịt ẩm thiệt nhiều trong một cái hộp, thì cái điều đó là cái điều không cần thiết. Bò cạp này nó cần một cái lượng ẩm tuy có, vẫn phải có, nhưng mà rất là ít, cho nên là các bạn cần phải chú ý là về độ ẩm. Cái cuối cùng là về nói chung là cái này thì tùy anh em thôi, cái này là về giá cả. Có một số bạn nhắn tin hỏi mình, anh ơi sao chỗ này bán con, ví dụ con HH này đi, bán em có 100.000, chỗ kia bán tới 150.000. Nói vậy bây giờ nếu như mà em thì em thích cái mua của ai? Nói bây giờ hiện tại là em có 100.000, mà bây giờ em thấy người kia thì uy tín, còn người này thì em không biết, là bán kiểu bán đại trà. Thì bây giờ nói là thực ra em muốn mua thì em có thể mua của bất kỳ ai, tại vì thực ra bò cạp sẽ không có cái hiện tượng bị lừa đối với những cái dòng mà cơ bản như thế này. Tại vì chỉ cần đưa lên là anh em có thể check ra được, trừ khi mà ví dụ như những cái con thuộc một họ, ví dụ như là Hottentota này với lại con này á, thì nhìn với lúc nhỏ nó cũng như na ná như nhau thì sẽ không phát hiện được. Còn ví dụ như mà Hottentota thì không ai rảnh để mà lừa. Đó là thì các bạn có bao nhiêu, có thể chi ra bao nhiêu tiền thì các bạn cứ việc chi. Thì thực ra bò cạp này nó cũng chỉ là một cái thú chơi, nó nói chung là lành mạnh thôi, nó không phải là về tài chính quá nhiều. Thực ra là để mà hiện tại á, những cái người mà sinh sản nhiều những cái dòng bò cạp này thực ra cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, không có quá nhiều đâu để mà lợi dụng. Cho nên là mình cứ nghĩ là các bạn thích thì các bạn cứ tìm tới những cái shop mà uy tín. Cái shop mà có tiếng, thì chắc chắn là những người mà chơi thì họ sẽ giới thiệu cho các bạn tới những đó, chứ người ta không có giới thiệu cho những người mà lan man, những cái người mà ở bên ngoài mà không ai biết. Thì cái đó là các bạn cứ yên tâm, bởi vì bò cạp nó nói chung là
khá là ok. Đó, thì đó là những cái lưu ý của mình dành cho những bạn newbie. Ok các bạn, hay không các bạn, sướng không? Nghe, nghe đã luôn, nghe lùng bù lỗ tai luôn. Nghe phải nói là rất là hấp dẫn luôn mà, nhưng mà nó nhiều quá luôn, nó lùng bùn luôn. Phải nói là Quốc rất là giỏi luôn ha, rất là giỏi. Hồi nãy giờ đó hầu như là mấy vòng ta, 4 vòng, vòng nào cũng có cái sự hiểu biết đó, khá là chuyên sâu đó, cho nên là phải nói ngồi nghe sướng luôn. Ok em ơi, bây giờ cảm ơn những cái chia sẻ của em rất là nhiều ha. Để mà có thể ngồi nói mấy chục phút liên tục như vậy các bạn, là cả một cái quá trình dài nhiều năm mày mò đọc nghiền ngẫm trải nghiệm, chứ không phải là đọc thuộc lòng hay là một sớm một chiều mà có được đâu nha. Cả một cái kho tàng kiến thức luôn á, thật sự mà nói, để chia sẻ ra điều này là rất là trân trọng em luôn á. Anh rất là nể và rất là respect em luôn. Nhưng mà nãy giờ chúng ta test, gọi là test trí não rồi, chúng ta test thể lực được không, cho nó đỡ lùng bùng đổ tay coi. Anh thấy học lực của em tốt lắm, không biết thể lực của em có tốt hay không. Ok em ơi, bây giờ chúng ta sẽ hít đất ha, cho nó gọi là nó máu huyết nó lưu thông chút xíu. Nãy giờ ngồi nói không là cũng hơi bê rồi, giờ mình dọn lên đây luôn đây, dọn lên đây trước sau cũng dọn mà, cho nó gọn ha. Một cái góc rất là nhỏ thôi các bạn, rất là nhỏ thôi, nhưng mà rất là nhiều lửa, rất là nhiều đam mê ở đây. Thì các hiểu cái nào cũng hiểu sâu tới chỉ hết trơn á, nể ghê luôn. Từ cái môi trường sống nè, rồi setup chuồng nè, rồi chế độ ăn uống nè, sử dụng những cái thực phẩm chức năng như thế nào, cách tương tác như thế nào, những cái phụ kiện sử dụng như thế nào, tập tính giống loài, nói chung là rất là đa dạng luôn các bạn. Càng đi sâu vô càng mê, càng ghiền, càng thấy hấp dẫn. Ok em ơi. Rồi ok. Hy vọng là những chia sẻ nãy giờ của hai anh em tụi mình có thể giúp cho mọi người có thể thêm cái ngọn lửa đam mê ha, kích thích cái trí tò mò của mọi người ha. Rồi bây giờ anh em tụi mình cũng sẽ hít đất một cái để cho phải có sức khỏe thì mới gọi là tiếp tục cái việc nghiên cứu tìm tòi nữa. Ơi lên. Nó dài đòn quá. Yeah. Nghe nó nói đã luôn, nghe Quốc nói đã luôn. Bữa sau anh có đi mấy bạn nhỏ anh rủ em nữa nha. Yeah. Hay. Hôm bữa mình đi offline mấy bạn nhỏ, giới thiệu cho mấy bạn nhỏ như bò sát, thì sau đó Quốc nhiệt tình tham gia. Xong rồi sau đó đi về Quốc nói là lần sau anh Nam rủ rê em mấy cái kèo này nữa nha, để em có cơ hội phát triển bản thân, có một cái tinh thần gọi là cứ muốn học hỏi phát triển bản thân thêm, rất là hay luôn. Thank you em nhiều. Cảm ơn em đã chia sẻ với mọi người. Hôm nào thì có hẹn hò, bữa nào Quốc sẽ lên ăn Ngô Farm chơi ha các bạn ha. Và mọi người nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của gì quên rồi, Best Review ở Việt Nam đó, Best Review ở Việt Nam ha, rất là nhiều thông tin hay trên đó. Ok bye bye mọi người. Bye mọi người.